Rồi, chúng tôi sẽ làm tiếp cho các bạn này. Cái phần hóa đơn bán hàng theo đơn đặt hàng. Đầu tiên chúng ta sẽ vào phần bán hàng này. Chúng ta sẽ vào đơn đặt hàng. À, tôi sẽ thêm mới một cái đơn ở đây, tức là có một khách hàng người ta ví dụ như là cái công ty cấp nước này, người ta đặt chúng ta là à, một cái đơn hàng là mấy loại thành phẩm đây, cái gạch này ở ờ, từ xuất từ kho thành phẩm các bạn nhé cái này là đơn vị sản xuất ra và chúng ta mang bán hoặc là chúng ta mua gạch về cái cái thường cái gạch thì ít khi mà chúng ta ấy lắm đúng không cái gạch bông thì mới gạch 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 gọi là gạch ốp lát thì người ta mới là đại lý nhiều thôi còn cái gạch này thì đa số là sản xuất ra mang đi thị trường bán ở đây ví dụ chúng ta họ đặt chúng ta 50.000 viên với cái đơn giá là 15.000 1.500 đồng một viên với 70 triệu 75 triệu thuế suất ở đây là 10 phần trăm đương nhiên các bạn nhìn thấy nhá nó phải đầy đủ các cái thông tin ở đây thì chúng ta nếu chúng ta có chiết khấu thì chúng ta đánh vào đây là chiết khấu bao nhiêu phần trăm luôn thế thì chúng ta chọn lưu ở đây ví dụ ngày người ta đặt hàng của mình là ngày này ví dụ 01 12 đi ok chúng ta chọn lưu đây là một cái đơn hàng người ta nhập mua à, người ta đặt hàng của mình thế thì việc chúng ta là làm như thế nào <laughs> các bạn có thể thêm mới để thêm nhiều đơn hàng khác nhau nhé, nhiều khách hàng, nhiều đối tượng nhé. À, chúng ta kích chuột phải vào phần à, vào phần bán hàng, đúng hóa đơn bán hàng chúng ta kích chuột phải vào phần bán hàng. ở đây các bạn lưu ý là có nhiều cái hóa đơn. À, tí nữa chúng tôi nói cái hóa đơn xuất khẩu, cái hóa đơn xuất khẩu thì nó lại không xuất hóa đơn mà xuất theo cái 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 à, cái, cái, cái tờ khai. đấy cái số số hóa đơn này nó tùy theo cái thuộc cái cái bạ cái thực khai tức là nó có thể nhiều hơn 7 bảy ký tự theo luật của Việt Nam thì một hóa đơn giá trị gia tăng là bảy bảy số nhưng mà do hóa đơn xuất khẩu thì nó lại không như thế các bạn nhé ở đây chúng ta sẽ chọn một đối tượng là công ty cấp nước chúng ta phải chọn đối tượng trước các bạn nhé lưu ý chỗ này là chọn đối tượng trước thì chỗ này nó mới lọc ra cho các bạn này theo đơn đặt hàng rồi ok đây trong tháng 12 chúng ta lấy dữ liệu thì mới ra cái ông này đấy ví dụ như thế này Thế thì chúng ta chọn cái đơn hàng này nó rất cụ thể chúng ta chọn đồng ý thì nó bê ra hết đây cho các bạn. Thế nhưng mà cái đơn hàng này chúng ta không phải giao một lúc là 50.000 viên. Mà chúng ta sẽ giao cho họ là ví dụ như đây là 25.000. Thì mặc nhiên đơn giá cho nó vẫn là nghìn rưỡi và tiền thuế nó vẫn đầy đủ đúng không? À, tất cả các thông tin còn lại thì các bạn biết là nó tự bê từ trên bên ghế cái cái cái, cái, cái 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 đơn hàng ra để chúng ta ở đây chúng ta chọn lưu thì các bạn sẽ nhìn thấy một cái cái báo cáo là báo cáo bảng kê theo đơn đặt hàng chỗ này sẽ giúp cho các bạn biết là cái số lượng còn tồn lại chưa xuất cho họ đấy các bạn nhìn thấy không đây là một cái báo cáo quản trị chúng ta có thể chọn nút in để chúng ta in và chúng ta xuất ra xe họ chúng ta theo dõi đây là một cái mẫu báo cáo quản trị của chúng tôi vì nó không có một cái chuẩn nào của bộ tài chính cả thành ra chúng tôi không thiết kế nó thành cái mẫu in mà cái cái mẫu in này nó như thế nào thì nó sẽ hiện ra ở trên bảng Excel như thế và chúng ta bản in như thế chúng ta có thể chọn ẩn hiện cột thì chúng ta bỏ bớt đi ví dụ như ở đây chúng ta bỏ bớt mã nhân viên đi thì chúng ta có thể gộp hoặc là cái gì đấy thì chúng ta làm được những cái trường hợp này ví dụ như đây chúng ta đơn vị tính chuyển đổi chúng ta có thể bỏ hết đi à, số lượng đặt thì đương nhiên rồi số lượng còn lại đơn giá đấy thì một số cái chúng ta bỏ đi thì nó rút gọn rút, rút, rút ngắn lại cho các bạn như vậy chúng ta hãy nhìn thấy ở đây đúng không Rõ ràng cho các bạn Ok Các bạn có thể làm xong cái phần theo đơn đặt hàng Mà chúng ta theo dõi theo quy trình Đấy